tháng 6 năm 1919, một bài viết xuất hiện công khai trên báo Nhân Đạo với bút danh Nguyễn Ái Quốc. Cái tên An Nam còn quá xa lạ với hệ thống chính trị Pháp đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, những người luôn có khát vọng giải phóng dân tộc. Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Hòa bình ở Versailles. Bằng sự kiên định, công khai và hợp pháp, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên đưa vấn đề chính trị của Việt Nam ra quốc tế, đòi những quyền cơ bản chính đáng cho Việt Nam.